Hãy đăng ký kênh Thay đổi để thành công để cập nhật các tin tức mới nhất từ dự án P-Network. Trong một bước phát triển đột phá làm rung chuyển thế giới tiền điện tử, P-Network đã đạt được một cột mốc quan trọng. Với việc phát hành 219 hợp đồng phát hành tài sản trên nền tảng Sela. Cột mốc này cho thấy 219 quốc gia đã ra mắt cơ chế mã thông báo có nhu cầu cao, HGTM, cho tài sản của họ trên mạng blockchain P. Thành tựu này không chỉ mở rộng phạm vi tiếp cận của Pi Network mà còn củng cố vị thế của nó trong hệ sinh thái blockchain toàn cầu. Một yếu tố củng cố thêm cho thành tựu này là sự tích hợp thành công của PiNS Banking với Pi Network, Sela, Sirachin. Pi Bank và PiXen đánh dấu một cuộc cách mạng lớn trong lĩnh vực ngân hàng kỹ thuật số. Sela và vai trò của nó trong hệ sinh thái blockchain Solana là một nền tảng blockchain được thiết kế để tạo điều kiện cho các giao dịch xuyên biên giới nhanh chóng và hiệu quả. Được biết đến với khả năng xử lý nhanh chóng và chi phí thấp, SELA đã trở thành lựa chọn phổ biến cho việc phát hành tài sản kỹ thuật số. Tập trung vào sự hòa nhập tài chính toàn cầu, SELA hỗ trợ nhiều dự án blockchain khác nhau trong nỗ lực mở rộng khả năng tiếp cận tài chính kỹ thuật số. Hợp đồng phát hành tài sản, xác là gì? Hợp đồng phát hành tài sản, SAC, là các thỏa thuận hoặc cơ chế cho phép phát hành và quản lý tài sản kỹ thuật số trong mạng lưới blockchain. Trong bối cảnh của Sela, SAC đóng vai trò là khuôn khổ để tạo, theo dõi và giao dịch tài sản được phát hành trên nền tảng. Việc phát hành sát trên Sela tạo điều kiện thuận lợi cho việc tạo ra tài sản kỹ thuật số có thể được giao dịch, quản lý và sử dụng trong hệ sinh thái blockchain với 219 quốc gia hiện đang phát hành cơ chế mã thông báo HGTM trên Cella. P-Network đã thành công trong việc huy động sự tham gia toàn cầu. HGTM là các cơ chế cho phép các quốc gia tạo ra các tô cần kỹ thuật số đáp ứng nhu cầu của thị trường và ngành công nghiệp địa phương của họ. Việc phát hành HGTM trên Cella cung cấp cho các quốc gia cơ hội tiếp cận công nghệ blockchain và mở rộng phạm vi tài chính kỹ thuật số của họ. Việc phát hành 219 hợp đồng phát hành tài sản trên CELA làm nổi bật sự công nhận và áp dụng rộng rãi công nghệ blockchain. Cho thấy nhiều quốc gia nhìn thấy tiềm năng đáng kể trong việc sử dụng blockchain để củng cố hệ thống tài chính của họ và mở rộng khả năng tiếp cận tài chính kỹ thuật số. Tích hợp Pinisert Banking, kết nối P-Network với hệ sinh thái tài chính toàn cầu. Pinisert Banking là sáng kiến nhằm tích hợp P-Network với nhiều thành phần khác nhau, của hệ sinh thái tài chính kỹ thuật số. Sáng kiến này liên quan đến sự hợp tác với nhiều nền tảng và dịch vụ khác nhau để tạo ra một mạng lưới kết nối. Cho phép chuyển giao giá trị trân tru và hiệu quả. băng Banking đóng vai trò là cầu nối giữa P Network và nhiều nền tảng blockchain khác nhau và các tổ chức tài chính kỹ thuật số khác. Các thành phần chính của tích hợp ngân hàng Pinisert. Một P Network một mạng lưới blockchain ưu tiên khả năng truy cập và tiện ích hàng ngày. Tập trung vào việc cung cấp cơ hội cho mọi người tham gia vào hệ sinh thái tiền điện tử. 2. Sela, nền tảng blockchain hỗ trợ giao dịch nhanh chóng và chi phí thấp. Cũng như phát hành tài sản kỹ thuật số, đóng vai trò là nền tảng cho các hợp đồng tài sản do các quốc gia phát hành trên P-Network. 3. Sirachin, cơ sở hạ tầng blockchain hỗ trợ các ứng dụng và dịch vụ phi tập trung cung cấp các giải pháp công nghệ để phát triển và quản lý các ứng dụng dựa trên blockchain. 4 PiBank, ngân hàng kỹ thuật số cung cấp các dịch vụ tài chính dựa trên blockchain, cho phép người dùng quản lý tài sản kỹ thuật số của mình và tương tác với hệ sinh thái tài chính toàn cầu. 5 P-Exchange, một nền tảng trao đổi tiền điện tử hỗ trợ giao dịch tài sản kỹ thuật số, cho phép người dùng mua, bán và trao đổi nhiều loại tiền điện tử khác nhau một cách dễ dàng tích hợp P-Network băng kiên tạo ra một hệ sinh thái toàn diện. Kết nối với nhau, cho phép dòng giá trị liền mạch giữa nhiều nền tảng và dịch vụ khác nhau. Với tích hợp này, người dùng P-Network có thể tận dụng nhiều dịch vụ tài chính kỹ thuật số khác nhau. Từ giao dịch tài sản đến quản lý và trao đổi tiền điện tử. Ngoài ra, tích hợp này còn tăng cường việc áp dụng công nghệ blockchain bằng cách tạo ra một mạng lưới hỗ trợ và mở rộng phạm vi tiếp cận của P-Network trên thị trường toàn cầu với những thành tựu ấn tượng trong việc phát hành tài sản và tích hợp hệ sinh thái p network đang trên đà trở thành một thế lực thống trị trong ngành tài chính kỹ thuật số triển vọng áp dụng toàn cầu ngày càng tươi sáng với nhiều quốc gia hiện đang nhận ra tiềm năng to lớn của công nghệ blockchain để nâng cao hệ thống tài chính của họ mở ra những cơ hội đáng kể cho p network để mở rộng cơ sở người dùng và tăng tiện ích của tiền điện tử những thách thức và chiến lược để giải quyết chúng bất chấp những thành tựu đáng kể này p network và hệ sinh thái của nó vẫn phải đối mặt với một số thách thức một thách thức lớn là đảm bảo việc áp dụng rộng rãi và tích hợp liền mạch giữa nhiều nền tảng và dịch vụ khác nhau ngoài ra p network phải tiếp tục đổi mới và giải quyết các vấn đề kỹ thuật và quy định tiềm ẩn khi phát triển và mở rộng hệ sinh thái của mình các chiến lược cần thiết bao gồm tăng cường hợp tác với nhiều đối tác và tổ chức tài chính khác nhau và liên tục cải thiện trải nghiệm của người dùng để đảm bảo rằng p network vẫn phù hợp và hiệu quả trong hệ sinh thái tài chính kỹ thuật số với những thành tựu đáng chú ý trong việc phát hành tài sản và tích hợp hệ sinh thái p network chứng minh tiềm năng to lớn trong việc định hình tương lai của tài chính kỹ thuật số thông qua sự hợp tác với nhiều nền tảng và dịch vụ khác nhau cùng cam kết cung cấp các giải pháp toàn diện và sáng tạo Pi Network đang ở vị thế tốt để giải quyết các thách thức và nắm bắt cơ hội trên thị trường toàn cầu. Những bước đi này sẽ tiếp tục củng cố vai trò của Pi Network như một đơn vị chủ chốt trong ngành công nghiệp blockchain và tài chính kỹ thuật số. Hiện tại Pi vẫn chưa lên sàn giao dịch, nên mọi người khai thác bằng cách kích tia xét mỗi ngày. Hạn chế mua bán Pi ở các sàn giao dịch chợ đen tránh mất tiền oan. Chúc mọi người nhiều niềm vui trong cuộc sống chúc cộng đồng p network ngày càng phát triển và thành công